Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ promo sản phẩm gì đây? Các bạn đón xem đây này. Đây là sản phẩm chúa sơn lơn, một con sư tử dũng mãnh này. Đây sẽ là sản phẩm con kiến, một loài kiến rất chi nhỏ bé nhưng mà lên đặt to quá. Đây là sản phẩm bọ, con bọ hai sừng các bạn ơi. Con bọ này rất chi là bẩn. Rất chi là bẩn con này. Tối nay chúng xem cái bóng nhiều. Em không có xem con gà đâu nha. Không xem nó bóng đi đâu nữa. Ở nhà đi đâu. Mày ở nhà được. Chỉ có ở nhà. Xin chào các bạn, hôm nay sẽ tò mò có bộ thứ tư. Xin chào các bạn nha. Đây là có con nước. Và hôm nay sẽ tò mò như vậy là sản phẩm chúa sơn lâm của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Các bạn thấy nó đẹp không? Còn đây nữa, sản phẩm con kiến của mình, mình đã mix màu xong rồi này các bạn ạ. Rất chi tuyệt vời phải không? Con bọ hai sừng cũng đã xong. Con bướm sẽ to rồi nha. Tôi xin chào tất cả các bạn nha.